trả lời câu hỏi vì sao để lọt Tuấn Khỉ, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trả lời câu hỏi của phóng viên. Xin Bộ Công an cho biết gặp những khó khăn gì, nguyên nhân vì sao để lọt đối tượng Tuấn Khỉ, Lê Quốc Tuấn. Như vậy, trong cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2020, tại cuộc buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2020 diễn ra chiều 52, phóng viên đã đặt câu hỏi về việc vừa rồi Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bộ Công an vây bắt Tuấn Khỉ, tức Lê Quốc Tuấn, bằng một lực lượng lớn nhưng không thành công. Xin Bộ Công an cho biết gặp những khó khăn gì, nguyên nhân vì sao để lọt đối tượng này như vậy. Trong trả lời, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang nói, tôi không rõ thông tin ở đâu về việc huy động lực lượng lớn, về vụ việc có nguyên nhân do mâu thuẫn đánh bạc. Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Quốc Tuấn và Phạm Thanh Tâm, hiện Tâm đã đầu thú. Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, hiện Công an đang dùng các biện pháp cần thiết truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn. Cơ quan Công an khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện quy trình điều tra, áp dụng các biện pháp cần thiết truy bắt bằng được đối tượng này. Nhân tiện qua phóng viên, chúng tôi kêu gọi đối tượng Lê Quốc Tuấn đầu thú hưởng khoan hồng của pháp luật, Thứ trưởng Lương Tam Quang nói. Trước đó, như báo Người Lao Động đã đưa tin, Lê Quốc Tuấn, sinh năm 1987, tự Tuấn Khỉ, nguyên thượng úy Công an, vào chiều ngày 29 tháng 1 đã dùng súng AK bắn chết nhiều người ở Sòng Bạc ở xã Tân Thạnh Đồng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh và cướp được 1 tỷ đồng. Sau đó Tuấn Khỉ đưa số tiền này cho Phạm Thanh Tâm. Tối ngày 31 tháng 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố Lê Quốc Tuấn về các tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Hiện, lực lượng Công an đang khẩn trương truy bắt Lê Quốc Tuấn và đồng bố giáp bắt kẻ nổ súng khiến 5 người chết ở Củ Chi. Nam thanh niên đi cùng ra đầu thú. Nam thanh niên 27 tuổi đi cùng kẻ bắn chết 5 người ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, đã ra đầu thú. Hiện Công an đang bố giáp truy bắt kẻ nổ súng. Lúc 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 1, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát cơ động cùng lực lượng tinh nhuệ của các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đang bố giáp tại khu vực cánh đồng, rừng cây tại xã Trung An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, để bắt kẻ nổ súng khiến 5 người thiệt mạng. Công an đã phong tỏa nhiều tuyến đường để phục vụ công tác truy bắt, phá án. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã vận động, truy bắt Lê Quốc Tuấn, sinh năm 1987, vì Tuấn đã tẩu thoát cùng khẩu súng AK diễn biến liên quan. Một nguồn tin độc quyền của báo Người Lao Động xác nhận, người đi cùng với Tuấn đến Sòng Bạc ở vườn nhãn xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi, là Lê Quốc Minh, sinh năm 1993, đã ra đầu thú, hợp tác cùng cơ quan điều tra. Vụ án mạng đã khiến 5 người tử vong và 3 người khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cờ bạc. Báo Người Lao Động Online tiếp tục cập nhật. Bộ Công an tiêu diệt nghi phạm bắn chết 5 người ở Củ Chi nếu chống đối. Thiếu tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, khi trao đổi với báo Người Lao Động cho biết nghi phạm bắn 5 người tử vong ở Sòng Bạc Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, trong lúc chạy trốn có súng AK rất nguy hiểm, nên lực lượng truy bắt có thể nổ súng khi tiêu diệt để đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng truy bắt. Chiều nay ngày 30 tháng 1, trao đổi với báo Người Lao Động, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết Bộ Công an đã cử lực lượng cán bộ của Bộ Công an vào chỉ đạo việc truy bắt nghi phạm nổ súng tại Sòng Bạc Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương tử vong sau đó. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ công an các quận, huyện cùng một số lực lượng cảnh sát cơ động tham gia vây bắt và khép kín vòng vây tại xã Trung An, huyện Củ Chi với hàng trăm hecta. Khi chạy trốn, đối tượng đang có vũ khí rất nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng truy bắt có thể nổ súng khi tiêu diệt khi cần thiết, Thiếu tướng Tô Ân Sô nói. Theo Thiếu tướng Tô Ân Sô, trong quá trình chạy trốn, đối tượng đã cướp xe máy của một người dân. Đến thời điểm hiện tại chưa biết đối tượng có đang cầm súng hay không. Theo ghi nhận chiều ngày 30 tháng 1 của phóng viên báo Người Lao Động tại hiện trường, lực lượng cảnh sát cơ động chốt chặn, phong tỏa một đường đất đỏ dẫn vào cánh đồng, rừng cao su ở gần cậu rạch kè. Hai bên đường lực lượng cảnh sát cơ động chốt chặn được trang bị súng. Rất nhiều người dân hiếu kỳ cũng đứng quan sát từ sáng đến trưa cùng ngày. Trước đó, trưa ngày 29 tháng 1, nghi phạm Lê Quốc Tuấn đã dùng súng AK bắn chết 5 người, 4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương và tử vong sau đó, ở Sòng Bạc tại xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi. Sau đó, Tuấn chiếm đoạt xe SH bỏ trốn và đến xã Trung An, Củ Chi, nổ súng bắn chết 1 người, cướp xe máy Nova để tẩu thoát. Báo Người Lao Động Online tiếp tục cập nhật. Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh nói gì về thông tin bắt kẻ bắn chết người ở Củ Chi? Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ thông tin chi tiết vụ án ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi có kết quả điều tra ban đầu, sáng ngày 30 tháng 1, một nguồn tin của báo Người Lao Động xác nhận liên quan đến vụ nổ súng ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, đã có 5 người tử vong, 3 người khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Liên quan đến thông tin kẻ bắn chết người xa lưới, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh
Trung tướng Lê Đông Phong nói với phóng viên báo Người Lao Động, hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đang truy bắt, đang điều tra vụ trọng án này. Thông tin bắt được người gây án là chưa chính xác. Còn nghi can như thế nào, ai hành động như thế nào thì đang tiếp tục làm rõ. Được biết, trong 5 người tử vong có một người được đồn đại rằng là tay kỳ béo, cờ bạc bịp, có tiếng ở Củ Chi. Trước đó, chiều ngày 29 tháng 1, nhóm thanh niên ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, tổ chức chơi tài xỉu, đá gà tại một khu đất có nhiều cây ở địa bàn. Sau đó, do mâu thuẫn nên Lê Quốc Tuấn, sinh năm 1987, tự Tuấn Khỉ, cán bộ nhà tạm giữ công an quận 11, đã nổ súng khiến 5 người tử vong và một con bò chết. Nghe tiếng la thất thanh, người dân quan sát thì thấy nhóm người chơi bạc chạy tán loạn. Riêng Tuấn, sau khi nổ súng đã leo lên chiếc SH cầm theo khẩu súng, đeo khẩu trang rời khỏi hiện trường. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tung lực lượng tinh nhuệ điều tra vụ án nghiêm trọng này. Một người đàn ông 40 tuổi đã trúng đạn, tử vong trên địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc nửa đêm, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang giáo giết truy lùng đối tượng. Ngày 30 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ một vụ án mạng do súng gây ra tại khu vực cầu Bến Nẩy, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân trong vụ án mạng là anh Nam, C, T, sinh năm 1980, ngụ quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Anh T được xác định tử vong do trúng đạn, tài sản không còn. Tại hiện trường, công an thu được một số vỏ đạn. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút điều tra vụ việc. Trước đó, tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, đối tượng Lê Quốc Tuấn, sinh năm 1987, cán bộ nhà tạm giữ công an quận 11, đã dùng súng bắn chết 4 người, làm bị thương 1 người. Ngoài ra một con bò cũng trúng đạn thiệt mạng. Sau khi gây án mạng, Tuấn lấy xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an thành phố Hồ Chí Minh giáo giết truy lùng kẻ gây án. Nguyên nhân vụ việc được xác định do mâu thuẫn cờ bạc.